Chùa. Ủa anh ở đây lâu chưa anh? Giờ em ở đây. Cái gì có hồ luôn hả? Làm hồ hả? Làm hồ. Trời ơi bay nè bà con nè. Làm hồ bữa hôm mới đóng cửa thang rồi bị đứt cái. Mới bị bay mới. Trời ơi bà con thấy không anh? Ủa anh ở đây quê đâu anh? Dạ em ở Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế à trời ơi. Vậy là cùng quê với em là Bình. Dạ. Ủa chỗ nào Thừa Thiên Huế đây em trai này cũng chân Huế. Hương Văn Hương Trà ngay Văn Xá. À ở ngoài đó hả? Trời ơi bà con thấy tổ ông làm hồ nè. Rồi sao mà anh không vô nhà trọ ở mà nằm vậy? Hết tiền đi chị. Trời ơi, sao là những anh em. Ôi trời sao nó hôi dữ vậy anh? Giờ thì ngay cái đường sống dưới. Sống nhưng mà mình ở đây nên đợi cái con. Anh cất đi chứ không thôi là nhưng mà anh để vậy là lỡ đêm có người ta có trộm không? Dạ em ngủ em cạnh cùng cạnh. Ủa em thấy chỗ này là 5-6 anh em đây cũng toàn là như vậy thôi. Mấy người kia là dựng phát đâu. Rồi em hiểu. Có anh em nào mà giống anh không? Dạ không. Mấy anh kia cũng vậy hay là khác? Không mấy anh em mấy anh kia có giống anh không hoàn cảnh mấy anh kia kìa. Mới ở đây mới hả? Ở đây mới em cũng biết để mở đây thì... À anh mới tới đấy hả? Ủa anh có đo Covid gì chưa mà có test gì chưa mà sao nguy hiểm à? Trời ơi anh cứ lang thang vậy hả? Dạ không anh đi làm mà tại nhưng mà anh vô đây có ở một mình anh hay đi với ai nữa? Dạ đi làm hồ mà vô đây để làm bánh. Rồi, cái này không biết là Pháp Anh có cách nào để giúp anh này không, có chỗ ở cho ngon lành không. Nhưng mà anh nằm đây rồi người ta có bà con nào ghé người ta cho có cho mì tôm. À mì tôm rồi anh nấu bằng cách nào? Em có em làm em nấu bên đó kìa. Cái chỗ nấu em đến mà tại mấy người nó bị chiều mới lại cho nên là em đồ nấu bên đó. Dạ mình. Ờ phải không? Anh ở chỗ này là bao lâu rồi? Hơn 10 bữa rồi đó. Hơn 10 bữa hả? Ghê mà. Lúc anh tới đây là có ai nằm đây nhiều chưa hay là có mình anh thôi? Dạ hình như là mình em còn mấy người kia thì đưa đi kèm với mình rồi. Được rồi, hiểu rồi. À, trời ơi làm hồ. Tại vì lúc em đi ngang quá là em thấy có cái bay. Là lúc buổi sáng á, nhưng mà em lo bật là đi cho lương thực, rau gạo cho bà con á. Mấy chú không có, trên con đường thoại mà cũng đi mấy người nào ở đây nó. Rồi em hiểu rồi. Mới lấy của em không. Rồi em hiểu rồi, thôi nói chung là mình giờ mất rồi. Rồi. Nhưng mà anh nằm vậy anh thấy có nguy hiểm không? Tối ngủ mũi cắn không? Có cái mê. Nhưng cái này lúc trước đi lâm hồ thì đang còn đi theo làm. Để ngày mai ngày mốt đi. Em không hứa nhưng mà để em coi có cái chỗ nào ok em đưa anh tới. Tại vì nhóm em là nhóm thiện nguyện, nhóm em là chuyên đi giúp. Ủa xong đóng cửa lại đi mấy đứa, nó hôi. Máy lạnh, đang xài máy lạnh mà nó hôi. Đóng cửa lại. Nhóm em là nhóm thiện nguyện, chuyên đi giúp những bà con và những anh em xa quê tới Sài Gòn lập nghiệp, vô tình bị bắt, bị mắc phải ở Sài Gòn này, mà bây giờ không có tiền đóng tiền trọ thì bên em không giúp được, nhưng mà bên em giúp cho họ có cái ăn, có cái chỗ ở, nó có những cái kinh phí khác. Anh cứ ở đây đi để em sắp xếp coi, nếu mà được á là em sẽ đưa anh tới cái chỗ của em, anh phụ em làm đóng rau, đóng hàng hóa thôi để mình đi giúp cho bà con, để cho mình đỡ lang thang. Rồi hôm nay anh chưa mơ, hôm qua là con điện thoại mới mất con mới mất không coi là cũng... em còn đói mà thấy người ta vô đi đạp xe đạp ấy, nói chú ơi con còn đói có lúc đó mình cũng có mì tôm nữa, vô nhúng lửa hồi nấu cho người ta, mình cũng hoàn cảnh như vậy mình ai ngờ nó quay lại nó giật điện thoại chạy luôn. Thôi kệ nó, nói chung là phức tạp lắm. Thôi được rồi anh cứ ở cái chỗ này đi, chỗ này đồ của anh hết rồi hả? Ủa rồi trước anh ở trọ ở chỗ nào? Trọ dưới Hai Thành đó. À Hai Thành á, nhưng mà không đóng tiền trọ nè người ta. Không phải đóng, cũng đóng tiền trọ, tiền trọ mà cái khu đó là lúc mà bị cái cô tiêm vaccine tiêm đầu tiên mà là bị cái tay nhập viện là cái bữa 29/6 là một ngày này nó bước qua tháng 7 đó. Xong rồi lúc đó lần đầu tới đi làm được mà còn nghỉ tới khúc đó luôn, nghỉ việc ngay khúc đó bị cái dịch nó ngắn rồi cái đâm ra khi anh đi ra khỏi cái nhà đó, cái nơi trọ đó thì bắt đầu khi đứt cái tay. Lúc về thì không có tiền đóng thì người ta không có cho về nữa ha. À rồi ra đây luôn. Tôi nhóm thiện nguyện của em thì tới đây thì nói chung là em cũng biết. Tại em có đi ngang qua em nhìn thấy cái nhóm thiện nguyện của em thì em tới đây lui rất là nhiều. Thì em sẽ giúp cho anh một cái chỗ ở nha. Ngày mai em sẽ giúp cho anh cái chỗ ở rồi phụ nhóm em là
đóng hàng để giúp cho bà con. Nhiều anh chị mà ví dụ bị khổ nè, ví dụ như cực, em sẽ có cách em giúp nha. Thì về còn về nói về phần tiền bạc thì sẽ có Mạnh Thường Quân, họ sẽ giúp cho anh nha về vấn đề đó. Thì bây giờ hôm nay á, thì em chỉ tới đây em sẽ khảo sát và em sẽ xác định anh là dân Phù Hồ, thì có gì em sẽ xác định anh ở đây và ngày mai ngày mốt em sẽ tới và em sẽ giúp cho anh có chỗ dạ, có chỗ ăn, chỗ ở và chỗ phụ. Và sau này ví dụ như là hết dịch em sẽ có cách giúp anh có cái chỗ làm Phù Hồ ổn định nhé. Anh tên gì ta? Lúc nãy anh nói tên Lê Quang Lợi. Lê Quang Lợi. Em cũng công trình vườn con làm, đang làm được. Đang làm lỡ dở nhưng mà nó đang bị như vậy. Thì dịch này thì em nói với anh nó là không biết nó hết ngày nào, nhưng mà mình có cái chỗ ổn định đi, mình ăn mình ở là mình sẽ tiếp tục nha. Rồi có gì em sẽ giúp cho anh cái chỗ của đúng rồi. Ủa xe đạp này của anh đó hả? Có chiếc xe đạp cứ rong anh bị chậm mới lấy cái thôi. Kệ anh sao giờ. Cuộc sống mà. Ở trong này có anh em nào cũng bị nhúng ảnh không ta, hoàn cảnh nhúng ảnh không ta, để em có cách em còn giúp. Anh cũng vậy hả hay sao? Không, em ở trên cây lậy đi bộ về. Cái gì? Cây lậy á. Cây lậy Tiền Giang hả? Đi đâu về tới đây ghê vậy? Đi bộ về nhà em mới cây Gò Vấp. Nhà nó Gò Vấp hả? Đi bộ từ đó về luôn. Cây lậy là chỗ nào ta? Chợ gạo Tiền Giang á. Chợ gạo Tiền Giang hả? Ghê vậy. Mà đi bộ hay đi xe? Đi bộ. Ghê vậy. Có không á? Đi xe đạp mà còn muốn chết luôn á. Ghê vậy. Thấy chưa? Dạ. Rồi đắp nào em có đắp không? Mà đi lâu chưa á? Ý là thời gian đi lâu chưa? Thì đi cũng chẳng còn các bạn. Nhưng mà nửa tháng rồi đó. Nhưng mà anh đi hồi trước là anh ở chợ gạo Tiền Giang anh làm cái gì đó hả? Dạ, anh làm gạo gì đó. Làm gạo gì đó. Rồi bắt đầu là do dịch bệnh rồi mình phải đi về. Ở đó cũng không làm được đúng không? Cũng thì cũng như trang này thôi. Không có ở nơi này ví dụ bây giờ không có tiền cứ lang thang thôi, bắt buộc phải đi về nơi quê mình. Dạ. Nơi quê mình thì còn có gia đình, còn có dòng họ, ăn uống nó cũng đỡ đúng không? Đúng. Trời, anh đi bộ ghê vậy hả? Đúng rồi, đi xe thì chắc chắn dễ gì qua chạm. Đi bộ có thể đi bộ có thể đi lòn lách đi qua được đúng không? Anh hay á, số 1 á. Ủa rồi mấy gia đình kia sao ta? Hả? Không, mấy gia đình kia à? Cũng đi bộ hay sao? Ghê vậy, đi bộ luôn á. Mà sao chưa về nhà? Giờ đang đi, sáng mai đi tiếp rồi. Ghê vậy? Giờ kiếm đường ngủ ở đây rồi sáng mai đi tiếp. Gớm rồi. Trời ơi. Ủa cái đi trên chuyến đường cái đi biết vậy á. Mà đi rồi ngủ rồi luôn á. Khiếp rồi. Là hai vợ chồng luôn hay sao? Trời ơi, cũng dân ở đâu? Cũng Tiền Giang luôn. Tiền Giang luôn. Đây quê em cũng Tiền Giang nè. Khiếp rồi trời. Không nè, em là em ở Sài Gòn. Em mua xe ở dưới đó. Hiện giờ lại đang đi giúp mấy cái bà con đang bị mắc kẹt ở quê lên đi mình mắc kẹt á, mình giúp cho họ rau ăn hả? Có đâu. Tại đi mình thấy những cái hoàn cảnh mà mình thấy khổ quá, để mình coi có cách gì mình giúp không. Tại nhiều người ta mắc kẹt cái lang thang đâu biết cách gì đâu. Khổ lắm đúng rồi. Như anh này cứ dậy nằm bờ nằm bụi viết vậy mà dân Huế nữa chứ. Ở trong kia hình như cũng thấy nhiều đúng không? Lúc ban ngày em thấy nhiều lắm. Để ngày mai đi, ngày mai em kể em kiếm cách giúp cho họ. Nhiều khi họ cần cái gì mình giúp, ví dụ như là cần gạo, cần thức ăn hay là cần rau hay là cần chỗ ngủ. Thôi mình chào mấy anh em nhé. Thôi chào nhé. Đi thôi, em chào anh nhé. Cái gì mai em sẽ quay lại em sẽ giúp anh. Dạ. Chào anh trai nhé. Tất cả anh chị bà con cũng thấy rồi, những cái hoàn cảnh của những anh em và những bà con mình xa quê mà đến đất Sài Gòn này rồi bị Covid, bị nói chung là bị Covid nó xảy ra thì làm cho biết bao nhiêu anh chị em phải lao đao, có người thì quỳ gối van xin để về quê, có người thì nằm lang thang ngoài giỏng để được chờ hết dịch để về với gia đình. Nói chung là rất là nhiều hoàn cảnh. Thì như cái hoàn cảnh lúc nãy đúng là Pháp Anh là đã cho nó tiền rồi, nhưng mà Pháp Anh thấy xung quanh nó rất là ghê gớm. Những cái tình huống xung quanh nói chung là mình không hề biết được. Nhiều khi mình đưa tiền cho ảnh rồi những người xung quanh không biết họ là ai. Đôi khi mình cho tiền anh này thì đôi khi nó lại một cái tai họa. Cho nên Pháp Anh đã quyết định không cho anh tiền. Đúng là Pháp Anh sẽ đưa anh này 500 ngàn.
Nhưng mà Phan có nói với anh là ngày mai Phan sẽ đến và giúp anh đó đến cái nơi của Pháp Anh đang đóng hàng. Anh sẽ ngủ ở chỗ đó, và sẽ nghỉ lại chỗ đó ha, nghỉ lại ở đó và phụ Pháp Anh đóng hàng để làm từ thiện. Thì trong lúc làm từ thiện, Pháp Anh sẽ giúp anh ấy hàng tháng có thu nhập để có tiền gửi về gia đình. Anh ấy là một nơi Thừa Thiên Huế ha. Nói chung là một anh em rất là xa mà coi như là đến đây mà bị lâm vào cái cảnh như thế này rất là buồn. Và sáng mai mình sẽ tới khu đó mình khảo sát thêm có mấy người nữa cũng y chang như tình trạng anh đó, nhưng mà do Pháp Anh đang đi công việc, hiện giờ thì Pháp Anh đang đi qua quận 12 để dự cái lễ mà gọi là lễ Trung Thu, mặc áo toàn là áo của bên bệnh viện để lễ hội. Cái lễ hội gì nói chung là mình cũng không có rành lắm, nhưng mà mình sẽ đến đó và sẽ có cái video về cái lễ hội đó. Thì trong lúc mà anh em xem được cái video này, để muốn giúp được những anh em hay là những bạn bè hoặc là những anh chị đang bị lang thang ở Sài Gòn như những hoàn cảnh như anh trai này, thì hãy nhớ bấm đăng ký cho mình ha, và cho mình một cái like và chia sẻ trên cộng đồng mạng để cho nhiều nơi được biết, và để giúp, để Pháp Anh có thể là sẽ đến giúp cho họ nhanh kịp, để giúp cho họ có một cái chỗ nghỉ an toàn và ok hơn. Chứ cái chỗ đó mình đứng có một chút xíu thôi mà cái mũi mình không chịu nổi, nó hôi ghê luôn. Cái khẩu trang N95 của mình mà không chịu nổi luôn. Nói chung là nếu mà những ai mà tới đó mà ngồi vô đó, tại nó ngay cái cầu mà, ngay cái mương nữa mà nó hôi lắm, mà nó gặp sình nước gì sao tôi quắc à. Cho nên là để giúp cho họ có những cái chỗ ok hơn, tốt hơn một chút xíu, chứ nằm như vậy rất là bệnh luôn. Tới lúc mà hết dịch rồi coi như là xong cũng bệnh luôn. Thôi mình xin hẹn và gặp tất cả anh em và con với những clip sau nha. Bây giờ cũng là tối rồi, bây giờ nó cũng là 6:20 rồi nha. Bye bye.